Chào mừng các bạn đã đến channel của mình. Hôm nay tiếp tục series dạy vẽ mạch in trên Altium. Thì với cái bài hôm trước thì chúng ta đã update được cái schematic sang PCB để bắt đầu vẽ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp xếp linh kiện theo khối và cách sửa sửa lỗi sửa các chuyển chuyển các footprint chuyển các linh kiện khác ví dụ sang PCB. Đầu tiên các bạn vào thư viện nguyên lý, quét chuột bôi đen tất cả một khối, ví dụ như là khối led 7, ấn ts các bạn kéo ra, còn dùng phím tắt tl và vẽ một hình vuông thì sẽ có linh kiện là sẽ nằm gọn trong cái hình vuông đó. Đó. Tiếp tục làm với các khối còn lại, khối MCU, ấn TS TOL TOL có nghĩa là tool này. O O này. O là component placement, L là around within rectangle có nghĩa là sắp xếp vào bên trong một cái hình vuông. Làm tiếp tục với các khối còn lại, khối thời gian thực TS TOL, khối nút nhấn TS TOL, còn lại là khối nguồn. Ok, sau khi xếp được linh kiện theo càng khối thì các bạn theo từng khối thì các bạn bắt đầu sắp xếp các linh kiện trong khối, chuyển layer cho nó bạn qua lên. Hiện tại thì tất cả các linh kiện đang đặt ở bot lớp top. Mình muốn là vẽ các linh kiện như là chip này, thời gian thực này và các tụ và trở ở mặt sau thì mình tiến hành chuyển layer cho nó. Các bạn bấm 3 để chuyển sang 3D nhé, bấm 2 để chuyển về 2D. Đầu tiên là chuyển trở này. Các bạn ấn Shift F và nhấn vào con linh kiện, nhấn là linh kiện chứ đừng có nhấn vào pet nhé. Pet thì nó sẽ chọn thuộc tính của pet. Đó, các bạn phải nhấn vào giữa con linh kiện ở đây này, nó sẽ ghi object kind là component component. Sau đó các bạn chọn cái thuộc tính là giống nhau, ví dụ như là chở thì thuộc tính footprint của nó giống nhau, các bạn chọn same, ấn ok thì nó sẽ chọn tất cả các con chở có cái thuộc tính là footprint là chở FMD0805. Các bạn chuyển cho nó xuống layer bottom. Đó, làm tiếp tục như vậy. Với tụ Shift F chọn tụ 0805 là same. Ok. Chuyển xuống bottom layer. Có một số con chở đây nó khác, nó dùng footprint khác con còn lại, ví dụ như R1 này là footprint của nó là chở SMD0805. Các bạn click đúp vào, chuyển xuống bottom, ấn ok. Đó, led này click đúp vào, chuyển xuống bottom. Ok, con DS này mình cũng chuyển sang bottom này. Các bạn click đúp vào linh kiện thì nó sẽ nhảy sang cái property của nó và chuyển sang bottom. Các bạn muốn chọn nhiều mới sử dụng Shift F nhé. Ấn TM để xóa cái xanh này đi. TM.
Ở đây thì mình thấy cái sử dụng cái đế pin cắm này thì không hợp lý mấy, mình muốn sử dụng đế pin dán. Thì làm sao thì các bạn update chuyển chuyển cái này thành dán rồi. Cách thứ nhất là các bạn click đúp vào chuyển footprint thành thành cái đế pin loại dán này. Nhưng mà cái này nó sẽ làm sai cái description. Khi bạn xuất xuất bom lit thì nó sẽ bị rất dễ bị nhầm sang cái đế pin khác. Mình thường dùng là mình sẽ xóa cái này đi. Ấn DB để mở tab linh kiện, à tab thư viện lên và mình sẽ chọn một cái đế pin khác. Đó, sử dụng đế pin 3,3V. Sử dụng footprint là dán này, pin CR1220. Đó là footprint dán, mình cho vào đây. Khi đó thì cái bút tầm này nó sẽ bị hỏi chấm này. Các bạn ấn TN TA ấn Update, ấn Accept, Execute Change. Ok. Nhớ các bạn phải đánh số cho nó chứ nhé. TA này, ấn Update này. Nếu mà có linh kiện mới thì nó sẽ hiện lên đây. Ấn Accept để update tên cho nó. Và ấn DU. Ấn click vào dấu sang này. Bỏ cái tích này đi. Modify. Đã, các bạn ấn Execute Change. Cái này bị sai footprint này. Mình sửa lại. Sửa lại thành đế pin CR1220 DU. Yes. Ok. Vậy là đế pin của mình đã chuyển sang cái loại dán. Mình chuyển lớp cho nó xuống lớp bottom. Ok. Cái này mình chuyển hết xuống một tầng. Sau đó mình bắt đầu sắp xếp linh kiện. À đây. Con A1015 này mình muốn chuyển nó thành loại dán. Có từ ấy rồi. Các bạn lên mạng search con A1015 nhé. Loại dán 5. Vài hỏi xem máy xong chưa. Lòng đấy không? Nó sử dụng sót 23. Đây. Sót 23. Các bạn vào đây. Chọn sót 23 cho mình. V2 cũng vậy. Ok.
du yes bỏ tích đi đó nó sẽ update ra bốn con A1015 loại dán các bạn chuyển lớp cho nó xuống bottom ok. Sau đó các bạn tiến hành sắp xếp linh kiện. Ví dụ như là một dãy chỗ ở đây này. Thì mình sẽ sắp xếp nó ở gần con vi điều khiển DS. TS. Mình sẽ xếp nó gần con vi điều khiển nên mình kéo xuống TS kéo nó xuống bạn vi điều khiển trở và A1015 sẽ kích dương cho led 7 thanh TS. Mình sẽ phân ra từng cặp. À, đầu tiên là mình phải sắp xếp lại con led 7 này. Led 71 xong đến led 72 này. Xong đến led 73 này. Xong đến led 74. Các bạn sử dụng ký tắt là A B. A là align. Align bottom. AB là align bottom. Thì nó sẽ căn dưới tất cả các con linh kiện mà nó quét. Vẫn A D còn shift control H để nó cho cách đều với các linh kiện. Trong khi mình di chuyển linh kiện như này, các bạn có thể ấn shift R để thay đổi chế độ. Ví dụ là mình ấn shift R nhé. Lần thứ nhất thì nó sẽ bị lock. Nó khóa các linh kiện đang đứng im và mình chỉ được di chuyển các linh kiện cái linh kiện mình đang chọn thôi. Ấn shift R lần hai thì nó sẽ cho mình đẩy vào giữa này, đẩy vào giữa và giữ nguyên khoảng cách các linh kiện đó. Ấn shift R lần ba thì nó sẽ cho mình đè, mặc định là nó sẽ để cho mình đè. Chúng ta là shift R nhé, trong khi di chuyển ấn shift R đó để thay đổi. Ok. Sau đó linh kiện thứ hai, TS TOL. Cái thứ ba, TS TS TOL
Các bạn phải quét hết linh kiện thì nó mới nhận nhé. Ok, xong phần led 7. Đến phần MCU. MCU thì bao gồm chở G-Sense này, tụ V-Cap này, một cái header và một bộ khối nguồn, khối lọc nguồn. Các bạn sắp xếp các chở và tụ này vào R2 là tụ G-Set này, mình sẽ để gần chân G-Set này. C1 là tụ V-Cap này, mình cũng để gần này. C2 và C4 thì nó là chỉ là tụ lọc thôi, mình chỉ để gần con vi điều khiển là được. Còn một dãy chở này mình sẽ để gần chở kích nhà cho led 7 thanh, mình sẽ để gần luôn đó. R1 này, R12, R9, R10, R13, R14, R15, R16. Thế thì để chỉnh khoảng cách các linh kiện, các bạn sử dụng shift dr để vào phần điều chỉnh luật vào vào tab placement, chọn conformance clearance, và chọn đây. Ví dụ như là mình đang để khoảng cách tối thiểu giữa các linh kiện là 10 mm, các bạn có thể tăng lên thì cho nó dễ. Thì lúc mình đẩy linh kiện vào này, mình đẩy các linh kiện thì nó sẽ chỉ được 10 mm thôi. Đó, thấy không? Khoảng cách của nó chỉ được 10 mm thôi. Nó không đẩy được vào sâu hơn nữa. À, 15 mm chứ. Theo cái luật mình chọn. Bấm A, R để căn phải. Ok, sau đó mình sắp xếp đến khối này. Led này. Các bạn căn cứ vào cái nguyên lý của nó để sắp xếp nhé. Ví dụ như là chở R1 và led 1 thì phải ở gần chân số 3. Led 1 rồi. R1 đây, led 1 đây. Thì nó nên ở gần chân số 3. Chợ R3, R4 thì nó phải ở gần chân SDA và SCR. Đó. Còn pin thì công tắc thì mình sẽ đặt bên ngoài này. Switch 1, switch 2, switch 3,
đi kèm với nó thì là C3, C5, C6. C3 C5, C6. Con này mình sẽ để vào trong. À, một điều nữa là cái đồng hồ này thì mình sẽ để led led số 3 quay ngược lại, quay ngược lại với các led còn lại. Chỉnh lại led số 3 quay ngược với led còn lại để dùng hai chấm này làm hai chấm nháy dây. Đó, mình sẽ di chuyển này lên trên. Các sắp xếp này thì chỉ là tương đối thôi nhé, các bạn có thể sửa chữa sau. Đi dây thì nó sẽ được hợp lý. Okay. Mình sẽ cho vi điều khiển vào đằng sau. Chọn Shift R để chọn chế độ là cho chui qua. Nguồn nguồn thì mình để ngoài. Sau đó bạn vẽ đường cắt bát, cắt bát. Giữ shift và ấn shift control và giữ lăn chuột. Shift control và lăn chuột để chuyển layer, chuyển sang tab keep out layer. Ấn PL để vẽ đường bao. Khi vẽ PL thì nhấn space để chuyển hướng nhé. Ấn shift space để chuyển thành các kiểu vẽ khác nhau. Đây là kiểu vẽ 45 độ này. Cái này kiểu vẽ 90 độ này. Cái này 90 độ nhưng có đường cong này. Cái này vẽ free này, thích bao nhiêu độ thì bao nhiêu. Mình sẽ chuyển thành vẽ 90 độ. Sau đó các bạn chọn tất cả linh kiện và DSD DSD design này, board shape này, define from select object này, DSD ấn yes thì cái nó sẽ cắt theo cái đường bao cái bao của bạn. Ấn 3 thì chuyển sang chế độ view 3D. TM bỏ cái xanh đi. Ấn VB để lật mặt nhé. VB
V giữ can chôn và lăn chuột để zoom chuột phải, giữ chuột phải để kéo V. Và các bạn ấn các phím tắt như là 0, 9, 8 để view các góc. 0 thì là view góc 0 độ, 9 thì góc 90 độ này. 8 để view cái góc nghiêng. VB để view góc nghiêng. Ấn 2 để chuyển. Đó là hướng dẫn, mình đã hướng dẫn các bạn cách sắp xếp linh kiện theo từng khối. Cái sắp xếp này chỉ là sắp xếp tạm thời thôi, thì sau trong quá trình DJ thì mình có thể sắp xếp lại, sắp xếp lại các linh kiện sao cho nó hợp lý nhất. Bài giảng này là kết thúc. Nhớ subscribe kênh YouTube của mình để nhận các bài giảng tiếp theo nhé.